chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ bảy, 24 tháng 2 năm Mậu Tuất, thì Thanh Thảo và gia đình đã tổ chức một buổi tiệc tân niên để thứ nhất là đón chào xuân, đón chào tất cả các bạn bè và gia đình đến để chung vui với gia đình. Thứ hai là Thanh Thảo muốn dùng cái dịp này để mình làm một cái gì đó ý nghĩa. Thì một lát nữa Thanh Thảo sẽ chia sẻ cái điều ý nghĩa đó là gì. Và bây giờ Thanh Thảo xin mời quý vị đi thăm ngôi nhà Hội An phố cổ. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có rất nhiều đèn lồng mà tất cả các anh chị em đã cùng nhau những tuần vừa qua, cuối tuần gặp nhau và mỗi người một tay góp phần tạo nên một không gian rất Việt, rất nền nã và rất là một Việt Nam quê hương của ta ở Mỹ. Xin mời quý vị. Xin kính chào quý vị. Hiện tại bây giờ chúng ta đã bắt đầu đi đến phố Tết Hội An. Thì ở đây chúng ta thấy có tất cả 20 mấy cái sạp hàng khác nhau, thì cũng là của bạn bè. Và cái mục đích của hôm nay đương nhiên là mình sẽ đón chào Tết. Đó là niềm vui thứ nhất. Thứ hai, chúng ta các anh chị em ở San Diego đã cùng nhau muốn làm một cái gì đó thật ý nghĩa. Thì chúng ta đang tạo những cái quầy bán quà lưu niệm để gây quỹ xây trường học bên Việt Nam cho những trẻ em không có trường học ở những vùng xa và vùng sâu. Thì ở đây xin mời quý vị đi đến từng gian hàng với Thảo nhé. Chúng ta đang đi thăm từng cái sạp. Sạp thứ nhất em sẽ ghé lại, đó là sạp đồ thời trang của Thanh Lương. Thanh Lưu là cô bán hàng rất là duyên dáng. Thanh Lưu xin kính chào quý vị nè. Kính chào quý vị. Kính chào quý vị. Thanh Lưu đang bán rất là đắt hàng. Ở đây có tất cả các chị đang mua hàng để dùng để gây quỹ xây trường bên Việt Nam như Thanh Thảo đã nói hồi nãy. Thì đó là quầy hàng lưu niệm. Ở đây Em ơi, em muốn mua gì em? Em muốn cái gì em cũng mua hết đó em. Rồi xin mời quý vị trở lại với Thanh Thảo với gian hàng phòng tranh Sông Hoài. Đây là một phòng tranh của cô chủ rất là dễ thương, chị Trần. Chị Trần ơi, hôm nay mình có bán những cái gấm như vậy đó, thì chị có cảm tưởng gì về ngày hôm nay của ngày Hội An thế? Hôm nay là ngày Hội An phố Tết, rất là vui, mọi người rất là xôn xao, bận đồ đẹp và một cái khung cảnh rất là ấm cúng. Và hướng về một cái Hội An, khi mình ở đây mình có cảm tưởng giống như mình ở Hội An thật sự, ở đây rất là đẹp, mình rất là thích. Cảm ơn chị có mặt hôm nay. Thì bây giờ cho em xin giới thiệu một số món quà mà gia đình Thanh Thảo đã sưu tập khi mà đi du lịch khắp mọi nơi trên ba miền đất nước. Thứ nhất, đây là những cái chén gốm. Thì những chén gốm này là những cái họa tiết rất là đặc trưng, làm cho Thảo nhớ đến những cái gốm, gạch gốm ở bên Hội An nhé. Sau đó thì như quý vị thấy, đây là phòng tranh Sông Hoài. Thì chúng ta trưng bày cho quý vị chiêm ngưỡng những sáng tác phẩm của những họa sĩ Việt Nam. Trong đó có một họa sĩ rất là nổi tiếng trước 75 là anh VV. Và bây giờ chúng ta ghé lại một sạp rất là đặc biệt. Chiều hôm qua xe đò đã chở lại một rừng những trái cây hoa quả. Tiểu Hoa bán đắt hàng quá. Đắt lắm. Trời ơi, ngày nay là mỗi nhà có đủ bộ Huế. Đây là sạp hoa quả và rất là tượng trưng cho những ngôi chợ ở bên Việt Nam. Lấy trên cái bao. Chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành. Chợ Hội An. Thì sao nha? Nhớ. Trời ơi, nói với thằng Hội An nha. Bây giờ như mai này nấu mua thêm con bò để về nấu bằng bò kho. Đúng rồi. Và sau đây chúng ta sẽ ghé vào một quầy lưu niệm để bán những món quà rất là Việt Nam, đó là chanh Sơn Mài, những cái bóp đính cường. Đây là Sơn Mài mà bố mẹ Thảo đã mua trước khi qua Mỹ. Đây là những chiếc bóp
đính cườm bằng tay rất là công phu, tượng trưng cho cái sự thủ công rất là khéo tay của người dân Hội An. Và cạnh bên đây là một cô chủ rất là xinh đẹp, rất là duyên dáng, hai cô chủ luôn. Em thuộc cho em cho bạn Đoan đi, xin hai em cho ý kiến nha, cảm nghĩ của hai em như thế nào. Hôm nay, ngày hôm nay thì rất là vui, tại vì ở bên Mỹ cũng không có dễ tìm được một cái hoàn cảnh giống như vậy để mà làm một cái bữa vui vẻ cho mọi người cho Tết như vậy. Thì rất là vui khi mà Thảo rủ tới đây để mà cùng chung với nhau làm một chuyện này gì đó để có ý nghĩa, có ý nghĩa hơn. Đúng rồi. Thì hy vọng Thảo là rất là mong bạn là mua mây bán đắt. So far bán đắt nhiều lắm rồi đó. Vậy hả? Đây là những món năm món rồi, giỏi quá. Đi món năm đó nữa. Vậy hả? Đúng rồi, tự vì những cái món quà này là những cái món mà Thảo đã bỏ công sưu tầm. Và hy vọng mỗi người trước khi về sẽ mua một món quà, và những cái số tiền đó mình sẽ đóng góp lại để xây một ngôi trường thật ý nghĩa bên Việt Nam nhé. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một sạp hàng rất là gần gũi với người dân Việt Nam mình, đó là mì bún riêu. Mì bún riêu rất ngon chị ha, rất là có rau nè, có đông chuối và rất là có cả ớt hiểm, và mọi thứ rất là ngon đây, rất là hấp dẫn em, rất là ngon. Kế bên đây là sạp dưa hấu, không thể nào vắng bóng những trái dưa hấu ruột đỏ trong những ngày Tết, phải không các bạn? Dạ đúng rồi. Ủa dưa hấu này có cắt ra không Thảo? Một lát mình cắt ra nhé. Kế bên đây là quán cóc cô Ba Thủy Tạ. Cô Ba Thủy Tạ ơi. Quán cóc cô Ba Thủy Tạ là chuyên về rượu đế, bia hơi, hùng lực nổ và khô mực. Không hiểu sao mà chúng ta ở nước Mỹ mà vẫn có một cái máy quay khô mực rất là dân dã. Nhưng mà nhìn cũng rất là hiện đại. Chị làm thử cho em một miếng nha. Cho em miếng tương đỏ và tương đen luôn chị nha. Và một trong những vịt lộn. Dạ vâng. Dạ, xin cho ông xã em một hộp vịt lộn. Cảm ơn chị. Đây, đây là khô mực đầy đủ tương tương đen tương đỏ. Và nó có một quầy hàng rất là đông khách. Đó là hàng bún bà thường. Đây là một gian hàng của tất cả các anh chị em ở đây hợp tác làm với nhau, rất là duyên dáng và rất là công phu. Và cái mùi thơm, nếu mà chúng ta có thể ngửi thấy được những mùi thơm thật là ngon. Hello hello, thơm lắm, thơm lắm, dạ lắm. Anh Bình quảng cáo quá là quá sắc ngon, luôn, hấp dẫn luôn. Cho em một dĩa nha, một lát anh quay lại. Rồi, sẵn sàng, sẵn sàng. Cạnh bên đây không thể nào quên được một món mà một chú món Thảo thích nhất, đó là quán bún đỏ. Chị Trâm ơi, chị Trâm là chủ nhân của cái sạp này, và cái món bún đỏ của chị Trâm là nổi tiếng nhất trong vùng với những cái trình bày rất là đẹp mắt. Ngay cả khi mà chị Trâm mời người ta ăn thì chị Trâm cũng bỏ trong một cái rế, cái rổ. Trình bày rất là tuyệt vời, nói chung là quá xuất sắc trong cái sự yêu cầu của Thảo ngày hôm nay. Cảm ơn chị Trâm. Rồi, kính chào quý vị, mọi người ăn vui không à? Ngon không? Rồi, tốt quá. Chào bác, cảm ơn bác đã ghé ngày hôm nay. Chào mọi người. Dạ, đây là những người bạn rất là dễ thương của San Diego. Và sau đây Thảo xin mời quý vị ghé lại chiếc xe, nổi đặc trưng cho ba miền đất nước. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ cần một nơi, đó là Hội An phố. Và chúng ta đang trở lại với một điểm rất là đặc biệt ngày hôm nay, đó là những chiếc xe nổi của những đường phố Việt Nam rất là chân chất. Ở đây Thảo đã tìm được một người chị rất dễ thương, đó là chị Ti Ti. Chị Ti Ti ơi, chị có thể giới thiệu về những cái xe đẩy của cái xóm nhà lá của mình không? Lớn tuổi và thích đi ăn hàng ăn vặt thì Việt Nam là xứ nhiệt đới, cho nên rất là nhiều loại trái cây ngon mà quý vị có thể là tìm cảm thấy những trái cây quê hương như là quả đậu đỗ nè, quả mắng cầu xiêm, rồi đặc biệt là món quả na đấy nhé, quả tắc, một chút xíu tắc mà cho vô nước mía hoặc là nước xay sinh tố rất là ngon. Bé vào như này và chảy nước mía rồi quả thôi, màu vừa vàng
xoài vừa giòn và xếp từ miệng cơm và nó chua ngọt ngọt. Có ai thèm không? Xin mời tới. Xin mời Thảo. Dạ. Mình qua quán bánh mì. Chị ơi, cho em một ổ bánh mì đi, sáng tới giờ em đói bụng lắm rồi. Bánh mì là món ăn mà người Việt Nam rất là ưa chuộng. Sáng trưa chiều tối gì cũng thể ăn được hết. Thảo có gì nè? Cho em một ổ bánh mì xá xíu, nhiều ớt và nhiều đồ chua nha chị. Có ớt nồng nồng cay cay mới ngon mà phải thêm nước sốt cũng là Thảo ơi. Đúng rồi. Chị ơi, em quay lại một tí xíu nữa nha. Và bây giờ thì mình đến quán hủ tiếu gõ. Quý vị đã nghe tiếng gõ rất là mọi gọi mời, chứng tỏ là quán hủ tiếu này đã mở rất là lâu rồi. Ngài nhìn thấy rất là tươi ngon và cô chủ quán xinh đẹp nữa. Hủ tiếu gõ. Bà chủ mới đẹp hơn kìa. Nước nào thì trong lắm, củ cải và xương ống heo trần gần hết rồi, nãy giờ bán là gần hết rồi. Thành nè, ta thấy hơi nước nào cả rồi, chúng ta được chiếm cố rất là nhiều. Nghe đang giờ chú quậy. Wow, đúng bài bả. Mời em. Cảm ơn cho nhiều. Mời bà con. Xin mời bà con mà vô. Chúng ta phải đứng khắp nào. Mời tôi thôi, mời tôi nữa thôi. Mời tôi vô, một miếng tiêu vô. Một miếng ớt, một sạch tế. Một sạch tế. Cái xe nó đâu ra vậy? Quá ngon quá quý vị ơi. Hãy nhìn đây, một tô mì gõ thật là ngon, đầy đủ những hương vị. Từ miếng thịt cắt rất mỏng, xá xíu màu đỏ tươi. Dạ. Qua đây. Nhìn cái nét tương phản giữa những củ miếng hột chiên màu nâu và màu vàng tươi của trứng sau mà càng khá đi thôi. Và tôi chỉ khá tập tâm lý thân trong cái hộp hộp xanh để thêm món ăn trên món này. Mẹ bé ơi, con ăn cái này chưa? Tí nữa con phải ăn nha, ngon lắm đó. Quán rất là xinh đẹp, với biết bao nhiêu là món chè đúng màu đúng sắc này nhé. Món chè đậu mã, món chè tương, món chè trôi nước, món chè hạt sen, chè ba màu, rồi xôi lá cẩm trộn dừa. Wow, nói như đây thì không biết có đủ bụng để mà ăn miếng chè không? Chứ gì đã có khách hàng đã hướng chào chú. Một món chứ chi chắc là rất là ngon. Và đây có cả xôi quất nữa. Và xin mời cùng bước qua đến với hàng bánh chè đi chung với bánh. À, chúng ta có nồi đậu hũ nóng nước đường, cũng là một món rất là đặc trưng của Hội An. Và đây là đủ không thiếu một loại bánh nào của Việt Nam, từ bánh bò nướng cho đến bánh chuối, bánh da lợn cho đến bánh bò hấp. Ồ, và có cả bánh tằm bì nữa nhé. Nhìn xem rất là ngon. Rồi, xin mời quý vị cùng đi tiếp. Và cũng đúng theo những nét phố phường và văn hóa của Việt Nam, ở giữa phố chợ, đâu đó cũng vẫn có những bàn thờ để mà kính nhớ tổ tiên của nhân Phật. Và quý vị đang thấy Misha Thảo đang cắt ngang trước bàn thờ của tâm niệm với những điều tốt lành nhất cho gia đình, cho quê hương, cho họ hàng trong những ngày đầu năm. Cảm ơn chị. Dù ta là con tôn giáo nào thì những dịp Tết là những dịp để nhớ về ông bà, quê hương tổ tiên. Thì một bàn thờ Phật, tổ thờ ông bà không thể nào thiếu được trong một gia đình.
Bây giờ chúng ta đã đi đến phố Bích Hoàng. Đây là phố có những cái nét văn hóa rất là Việt Nam, như nhà trà, thảo sơn trà, nhà may thủ thủy, cà phê rượu vang và một số những cái nét đặc trưng khác nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thăm một nét rất Việt Nam, đó là ông Đồ. Ông Đồ đang vẽ cho một làng xuân, cung chúc thân xuân để đem về thật là treo trên trong nhà, rất là hơn, đúng không anh? Dạ, cảm ơn anh. Kính chào quý vị, thì bây giờ Thanh Thảo xin mời quý vị đến tiệm chụp hình Vĩnh Thái. Tiệm chụp hình Vĩnh Thái là do một anh bạn rất là dễ thương, anh Thọ Thái, là một nhiếp ảnh gia rất là nổi tiếng ở Sang Thành. Thọ Thái ơi, đâu rồi nè? Lại đây để Thọ giới thiệu tí. Nhưng mà ở đây là những cô gái mặc những tà áo rất là xinh. Đây là cô bạn Thảo của Thảo từ bên Việt Nam mà bay từ tiểu bang Texas qua đây để tham dự ngày hội Hội An Tết của mình. Và hai cô bé rất là dễ thương, mặc xích ra cho chị coi áo dài của hai em nào. Rất là duyên dáng Việt Nam. Không những cái áo dài đẹp mà còn đứng cạnh cái xe Vespa. Cái xe Vespa này ông xã Thảo và Thảo đã lặn lội đi tước lên Los Angeles để sưu tầm cho bằng được, để đến ngày hôm nay để tất cả các chị em có thể chụp hình và sau đó để giữ lại những cái kỷ niệm thật là vui cho ngày hội Tết hôm nay nhé. Cảm ơn chị. Bây giờ là chúng ta đi đến một cái khu gọi là đặc biệt nhất của cái nhà này, đó là nhà trà. Nhà trà được dựng ra với một ý tưởng rất là đơn giản. Ban đầu là một nơi tụ họp cho bạn bè và gia đình đến những sau những ngày mệt mỏi với công việc, làm có một nơi thật là thoải mái tinh thần để chúng ta không những tìm về cội nguồn mà lại còn thấy được chụp hình, được đọc sách và được thưởng thức cái không khí rất là Việt Nam. Xin mời quý vị vào trong nhà trà. Hiện tại trong nhà trà có một số cô đang chụp hình. Mấy em cứ tự nhiên thì không sao. Em làm chụp không chụp, chị Thảo nhảy vô chụp giờ đó. Em ngồi đi, đi đi. Đây là cái nhà trà em ngồi, em rót chung cho chị miếng trà nào. Thì đây là một cái nét đặc trưng. Thực ra nhà trà nó đặc trưng cho người Nhật, nhưng mà vì Thanh Thảo thấy tại sao mình không đem một cái sự hòa quyện của phong tục Nhật với phong tục Việt Nam làm thành một nhà trà có cả phong thái riêng của mình. Thì ở đây như thế quý vị thấy những cô gái rất là duyên dáng chuẩn bị chụp những tấm hình để lại lại kỷ niệm. Cảm ơn các em nhé. Đẹp quá. Và bây giờ chúng ta ghé lại một tiệm rất là dễ thương, đó là tiệm cà phê Rủ Rê. Tiệm cà phê Rủ Rê có một cô bán cà phê rất là duyên dáng, đó là cô bạn thân của Thảo, Phương Thảo. Cảm tưởng của em đến Thảo Sơn Trà hôm nay như thế nào? Rất là vui được đảm trách quán cà phê Rủ Rê, mấy anh, mấy chị tới uống, ăn xong rồi uống cà phê, uống thuốc, trò chuyện. Cannot be happier than this. Thank you. Một nét đặc biệt của Thảo Sơn Trà là phố cổ Hội An. Những cái ấn tượng về Hội An rất là cái sâu trong tâm trí Thảo. Thì vì vậy từ khi thăm Hội An về thì Thảo quyết định đã biến cái nhà mình thành một hội an phố nhất nhỏ. Anh Nam ơi, anh cho em một ít ấn tưởng về buổi tiệc ngày hôm nay được không anh? Được. Trước nhất là anh cảm ơn Michelle đã đứng ra tổ chức đại tự gia của mình cho tất cả các bạn ở trong nhóm tới để mà thưởng thức cái mùa Tết của chúng ta ở hải ngoại, nhưng mà chúng ta làm cho có một cái không khí quê hương. Cái điều này làm cho tất cả mọi người tới đây bước vô cửa, bước vô cổng là đã rất là xúc động khi mà thấy những cái trang hoàng như thế này, rất là công phu phải không em? Dạ vâng. Anh Tào ở đâu mà nuôi gà mà mập no tròn như thế này? Chú gà thật dễ thương. Anh ơi, hôm nay vui không anh? Ờ,
hôm nay với cái không khí hôm nay là phải nói là tuyệt vời. Khi chúng ta bước vào từ cái parking lot á, thì chúng ta thấy cây nêu và chúng ta thấy rất nhiều hàng ăn, và chúng ta từ phố ẩm thực chúng ta về phố văn hóa, và đây phía sau là khu vườn của Thảo, Thảo Sơn Trà rất là đẹp, và phải nói rằng không có không khí nào tuyệt vời hơn không khí như thế này. Thì ở dưới đây gia đình Thảo đã để lại một công viên với những nét tự nhiên rất là hoang dã, và đằng sau Thảo đây có hai cô mặc áo dài mà đi cầu khỉ. Mà chừng té nha. Xuống cái khu vực này thì tôi thấy rằng cộng đồng ở dưới này mà tổ chức như thế này thì rất là vui. Thì quý vị có thể thấy ở cái phong cảnh ở phía sau đó là ở đây là có nhiều tầng ở trên một cái sườn đồi, và phong cảnh các bạn làm thì rất là đẹp, phục hồi lại những cái phong cảnh mà như ở trong nước ra đấy. Và cái không khí ở đây thì tuyệt vời, ấm cúng lắm. Và cái cách tổ chức mà như thế này thì tôi nghĩ rằng các cộng đồng khác cũng phải nên học tập, thì đây là một cái cách tổ chức rất là hay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Vâng, xin cảm ơn anh đã về với bạn bè, với anh em ở San Diego. Vâng, trong cái ý nghĩa là dựng lại những hình ảnh của quê hương, thì có một hình ảnh mà rất là ngộ nghĩnh mà anh em chúng tôi cố tình muốn dựng ra để mà gợi nhớ lại, đó là cái hình ảnh cầu Cá Tra mà quý vị đã thấy. Và có những cái hình ảnh là gọi là coi chừng Cá Tra free wifi. Đây là một hình ảnh có 102 trên đất Mỹ, thưa quý vị. Nếu quý vị nào có dịp ghé về Thảo Sơn Trà thì hãy xin đến đây chụp một tấm hình để làm kỷ niệm. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị. Đâu người em tóc áo dài.
trên đầu. Tóc đầu mi xinh quá là xinh, em hé môi thấy lúm đồng tiền. À, tình tình làm sao? Tên em tên hoa dài, em bước đi gì trong quanh đường, nên đường đi bóng mát như thế, anh xa xa không thấy đường về. Tặng em mãi.